chúng ta tạo new một cái project mới. Các bạn chọn đúng lớp của mình. Và ở đây các bạn gõ đúng số thứ tự, mã số sinh viên, tên, lớp 2. Như vậy khi các bạn đã tạo đúng thư mục này rồi, không? Thì các bạn chọn Finish. Thì ở bên ngoài này, ngay tại thư mục của mình, chắc chắn các bạn đã có thư mục lớp 2 và các bạn chỉ cần ném thư mục này để nộp, không đổi tên gì cả, không đổi tên, không cần đổi tên gì hết. Đó, cho nên đừng có nói là quên đổi tên, không có khái niệm quên đổi tên. Quên đổi tên tức là bạn tạo project bị sai ha, cho nên không có khái niệm là quên đổi tên. Và chỗ này các bạn ghi cho thầy admin để làm gì, để sau này mình có làm gì thì mình biết à cuối cái hàm main là chỗ nào, mình không bị nhầm. Rồi các bạn viết cho thầy cái hàm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 nha. Thì chung các bạn cứ viết cái này là mình cứ học vậy thôi. Rồi sau này mình sẽ hiểu tại sao phải viết như thế. Bài 1 viết thường đi. Bài 1 của chúng ta là giải phương trình bậc nhất. Vậy các bạn sẽ khai báo một cái biến mà chúng ta dùng chung hết cho tất cả chương trình. Đó là cái biến scan. Thì các bạn cũng khai báo là public scan. Rồi được chưa? Các bạn sẽ khai báo cái biến này là biến chung, dùng chung cho tất cả các chương trình con ở bên trong. Bạn giải phương trình bậc nhất thì chúng ta sẽ có hai biến AB để lưu giá trị và một biến double để lưu kết quả. Rồi, nhập vào AB, đưa ra câu thông báo để nhập vào AB, nhập A 2 chấm A bằng scan chấm net in, và tương tự các bạn sẽ nhập B tương tự chúng ta sẽ nhập B Như vậy chúng ta đã có A và B. Bây giờ chúng ta giải và biện luận A và B. Như vậy nếu A bằng bằng 0 và nếu B bằng bằng 0. Nếu đúng như vậy thì sao nào? Nếu A bằng 0, B bằng 0 thì phương trình nghiệm số nghiệm vô số nghiệm chứ A bằng 0, B bằng 0 mà. Còn 0. Đây mới là vô nghiệm. A bằng 0 mà B bắt 0. Xem lại nha, vô số nghiệm còn không. Nếu mà A khác không thì chúng ta sẽ làm hai việc. A khác không thì chúng ta sẽ làm hai việc. X sẽ bằng trừ B trên A
và sub x này ra. Nghiệm x bằng cộng x. Rồi, được chưa? Đó. Như vậy chúng ta đã có câu bài 1. Bây giờ chúng ta chạy thử bài 1. Các bạn làm xong thì các bạn cứ chạy thử từng phần một nha. Đừng có để làm hết đi rồi chạy nó lỗi đến đâu mình không biết. Nhập A bằng 7, B bằng 10. Nghiệm của chúng ta đã có. Bây giờ mình nhập lại. A bằng 0, B bằng 9. Vô nghiệm. A bằng 0, B bằng 0. Vô số nghiệm. Được chưa? Rồi mình đã xong bài 1. Bài 2. Tương tự như vậy, ở chỗ này hồi nãy thầy quên, chúng ta nên để n bài 1. Bài 2. N bài 2. Bài 2 thì chúng ta có 3 ABC. Và chúng ta nhập A, nhập B, nhập C. C bằng. Bây giờ bắt đầu chúng ta biện luận nhé. Nếu A bằng 0, các bạn cần thì các bạn mở dấu ngoặc cho nó dễ thấy. Nếu B bằng 0, nếu C bằng 0, nếu C bằng 0 thì chuyện gì xảy ra? Nhớ xem lại cái chương trình C nha. Chương trình vô số nghiệm. Còn không, A B bằng 0 mà C khác 0 thì phương trình vô nghiệm. Rồi, trong trường hợp nếu B bằng 0 mà không đúng thì sao? B bằng 0 mà không đúng thì phương trình sẽ có nghiệm. À, chỗ này chúng ta sẽ tính nghiệm đấy chứ. Nghiệm của chúng ta x bằng trừ gì? Trừ c trên b nha. Trừ c trên b. Có nghiệm x bằng cộng với x. Rồi, nếu trong trường hợp này là mình đã tính được b. Nếu như A khác 0, A khác 0 thì chúng ta lập delta. Delta của chúng ta nó sẽ bằng B bình phương mát chấm bao B bình phương trừ 4 nhân A nhân C. Trường hợp nếu delta
nhỏ hơn không, thì chúng ta sẽ kết luận phương trình vô nghiệm trong trường hợp delta không phải nhỏ hơn không, mà nếu delta bằng không thì chúng ta làm gì, còn không nếu delta bằng không thì chúng ta sẽ tính được nghiệm x bằng trừ b chia cho 2a. Và chỗ này nhớ ép kiểu. Nghiệm của phương trình x bằng cộng x rồi còn không, nếu như delta không nhỏ hơn không, delta không bằng không mà delta khác lớn hơn không, vậy thì chúng ta sẽ có x một bằng trừ b cộng căn delta chia cho 2 nhân a, được chưa? Và tương tự như vậy x2 trừ b trừ căn delta chia cho 2a, và chúng ta có hai nghiệm x1 bằng cộng x1 cộng x2 bằng cộng x2. Bài 2. Chúng ta nhập A. A bằng 1, B bằng 5, C bằng 2 đi. Phương trình có hai nghiệm x1 bằng x2 bằng, được chưa? Như vậy là chúng ta đã làm xong bài số 2. Các bạn sẽ kiểm chứng lại nha. Bây giờ chúng ta qua bài số 3. Bài 3. Chúng ta có số kilowatt điện. Số kilowatt điện cần xài. Và chúng ta có số tiền. Số tiền thì cũng tính bằng kiểu in luôn. Số tiền. Rồi, các bạn sẽ nhập vào số kilowatt điện. Số kilowatt giờ đã xài. Số kilowatt giờ
sẽ bằng net in, được chưa nào? Rồi số tiền mình muốn tính, số tiền thì người ta cho giá từ 0 đến 50 nhé, bằng 50 luôn nhé. Cái đề nó bị nhầm tí xíu. Nếu mà nhỏ hơn 50, nhỏ hơn 50 thì cái phần còn lại là nó, cái số 50 nó không đúng. Nhỏ hơn bằng 50 thì ngàn, còn từ 50 trở lên thì mới là ngàn 2. 50 ký đầu nè, và từ 1 đến 50 nè, thì nhân cho ngàn nè. Cho nên là chỗ này phải nhỏ hơn bằng mới đúng. Thì chỗ này các bạn sẽ kiểm tra, nếu như số kilowatt mà nhỏ hơn hoặc bằng 50 ký thì làm sao? Thì số tiền sẽ bằng số kilowatt giờ nhân cho 1.000, còn không số tiền sẽ bằng 50 nhân cho 1.000 cộng với số kilowatt giờ trừ 50 nhân cho 1.200. Như vậy là chúng ta đã xong bài 3, cực kỳ đơn giản, còn dễ hơn cái bài lab ở trong cái câu nhập môn lập trình nữa. Và chỗ này là chúng ta có n bài 3. Rồi chúng ta thử chạy bài 3. Số kilowatt đã xài thì cho là 51 ký. À, mình thiếu gì rồi? Mình thiếu gì? À, mình thiếu dòng xuất rồi. À, số kilowatt giờ cộng với số kilowatt giờ cộng với số tiền cộng với số tiền mình xài 51 ký, tổng tiền của mình là 51.200. 50 ký đầu, mỗi ký ngàn là 50.000, cộng với ký tiếp theo là 1.200 nữa. Rồi mình đã xong bài 3. Bây giờ bài 4, người ta cho là menu public static void. Bài 4, nhớ là menu là sử dụng sheet key. Vậy chúng ta đã biết rồi, cho nên bây giờ thầy viết thôi, không giải thích nữa nha. Rồi chúng ta sẽ dùng sheet key. Menu. Và cái số 0 là thoát. Số 0 là thoát chương trình. Số 1 là giải phương trình bậc 1. Số 2 bậc 2. Số 3 tính tiền điện. Số 4 là bài làm thêm nhé. Số 4 bài giáo viên cho thêm. Rồi ok, chúng ta sẽ ra một cái câu thông báo
nhập lựa chọn. Chọn chức năng. Và chúng ta sẽ khai báo một cái biến chọn. Nó sẽ bằng sc.netin. Và chúng ta sử dụng sickkey. Chọn. Được chưa nào? Khai cái gì? Số 0. Exit 0. Chúng ta chọn bài 1. Chúng ta chọn bài 2. Ba. Chúng ta chọn bài 3. Bốn. Chúng ta chọn bài 5. Lý do sao bài 5 nó lỗi? Default, chúng ta xuất ra một cái câu thông báo. Chức năng bạn chọn không tồn tại. Và nhiệm vụ của chúng ta đã xong ở bài 3. Bài 3 chúng ta đã xong. Bài 4 nhé, bài 4 đã xong. Và chúng ta sẽ viết bài 5. Ha. Nhiệm vụ của chúng ta bài 4 đã xong. Bài 5 diễn viên cho thêm. Nhập vào tính tổng, tính tích, tính số chia hết cho 3. Tính sức chủ ngược lại. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ nhập vào một số. INTN. Và nhập vào một số. Được chưa? Đó, nhập vào một số. Tính tổng, tính tích. Và xuất ra từ một n các số chia hết cho 3. Và xuất ngược lại. Như vậy thì chúng ta sẽ nhập vào n bằng scan.netin xuống đây. Nếu for để tính tổng và tính tích. Như vậy chúng ta sẽ có một cái biến tổng là s phải tích là b. Và để tính tổng thì chúng ta sẽ khai báo tổng đầu tiên là 0 và b là 1. For INTI bằng 1 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Làm gì? S cộng bằng y p nhân bằng y. Ok không? Rồi, bây giờ mình xuất ra tổng cộng S cộng cho tích cộng cho P. Rồi, chúng ta đã tính tổng và tích. Bị lỗi gì đây? Thiếu dấu cộng. Và chúng ta sẽ chạy bài 4 để chạy mini luôn. Rồi, chúng ta sẽ thử nha.
chức năng của chúng ta là chọn vốn giáo viên cho thêm, ví dụ chúng ta nhập vô số 10. À còn thiếu nữa rồi, lại quên rồi, số 10 ở à, đây đúng rồi, tổng là 45, tích là 36.000. Bây giờ mình sẽ chọn lại số 4 và mình chọn số 50. Rồi tại sao tổng thì ra mà tích bằng 0, số nhỏ thì được mà số lớn thì không, 10 thì được mà sao 50 không được? Vậy chỗ này chúng ta sẽ phải khai báo gì? Double ha, chúng ta khai báo double. Rồi chạy lại chương trình coi nào. Những chương trình đang chạy nằm dưới này nha, các bạn nhớ tắt bớt cho nó giải phóng cái dung lượng, bởi vì khi nó chạy vậy nó tốn bộ nhớ ở dưới này, mà mình không tắt đi là nó còn rất là nhiều chương trình đang chạy là nó nặng. Ok. Rồi, mình chọn chức năng 4 rồi mình nhập lại là 50. Đây, con số của mình nó ra như thế này. E62. Tức là sao các bạn? Cái số này nó lớn quá, nó thể hiện không được. Cho nên là các bạn xuất ra là nó ra vậy. Vậy mình muốn xuất mà cho nó ra con số cụ thể luôn thì mình làm sao? Xuất có định dạng nha. Cho nên là các bạn thấy là mình phân biệt giữa print line, print và print f. Bây giờ bắt đầu print f có tác dụng đây. Print f. Và chỗ này các bạn sẽ xài là tích tích phần trăm f, chỗ này chúng ta là p đó, cũng vậy thôi nhưng mà nó khác nhau tí xíu. Rf ha, cũng vậy nhưng mà chúng ta chạy lại. Rồi chọn chức năng 4, nhập số 50. Đây. Đây là kết quả của chúng ta. Được không? Kết quả 1 x 2 nhân cho đến 50 là vậy. Ok không? Rồi nha. Chú ý chỗ này. Chỗ này chúng ta cho xuống dòng bằng cách là xịt n. Rồi, chúng ta sẽ có tiếp theo. Xuất ra các số chia hết cho 3. Và nếu y mà chia cho 3 bằng bằng 0 thì xuất ra, xuất cái y này ra. Cực kỳ đơn giản. Rồi nếu mà xuất ngược lại, trời câu dành cho nó xuống dòng int, bởi vì mình muốn xuất ngược lại thì y nó bằng n trước chấm phẩy, y còn lớn hơn bằng 1 phẩy y trừ trừ, rồi xuất y ra. Xuất y ra
Đó, đơn giản ha, cực kỳ đơn giản. Bài số 4, giáo viên cho thêm 50. Đây. Số chia hết cho 3. Những số chia hết cho 3. Và sức theo chiều ngược lại. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái bài lớp 2. Các bạn xem là thầy làm trong vòng mấy? Bao nhiêu lâu? 30 phút không? Hay là hơn?